Đây, không bị chê cái gì luôn mọi người ạ. Uầy, uầy. Alo, alo, hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người đến với cái video tiếp theo của mình em ạ. Hôm nay thì mình cũng có vào xong con game tài xỉu sọc tăng cái bài chơi. Thì cho anh em xem một ít tiền, xem em xem một cái ít này. Nói chung thì mình thấy rằng là chơi con game này nó khá là ngon. Mình chơi với số vốn cũng khá là hiệu quả đấy. Đúng một tay Đây. thôi thì mình cảm giác như kiểu cái đường cầu nên ta sử tăng cái bài này nó rất là dễ bắt, hầu hết những kiểu là những cái dạng cầu nó đều rất là quen thuộc, nên là mọi người ai muốn chơi hoặc ai muốn gọi là tìm hiểu qua cách đánh, phương pháp đánh, có thể là tham khảo qua cách chơi ở trong game ta sử này nhá. Ui, cầu bên này nó ngon phết anh em này, cầu này là cái cầu gọi là 133, xong rồi nó sẽ bẻ gãy về bên nhà xỉu trong tay này chắc chắn luôn anh thấy không. Ui, tôi mới vào tôi nhìn cái đường cầu cái là mẹ tôi biết cơ hội kiếm tiền luôn đấy chứ còn mọi người ơi. Ui, nó lại gọi là ngon luôn chứ còn gì nữa, lại có lúa. Lúc đầu là mình cũng không định đánh đâu, lúc đầu mình đang định đợi cái cầu này này mình chơi này, ai ngờ đâu gặp bẻ luôn quả cầu ngon thế này thì thôi tội trình gì mà anh em không dã một phát chứ đúng không nhờ. Nó lại có quá tuyệt vời luôn chứ còn gì nữa anh em. Ở trong cái dạng cầu này thì nó cũng giống như bên kia anh em ạ, hiện tại nó đang đi theo một xu hướng, nó có thể nó sẽ về theo kiểu là 133 đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là bên này chắc có lẽ 133 là hơi khó. Thà những kiểu nó về theo kiểu cầu là 1 3 3 1 3 thì nó có thể nó sẽ xảy ra anh em ơi. Nên là tay này mình sẽ qua bên bên nhà tài cho phát tài kìa nhá, lại nổ cho nó một tay tài nữa. Theo em thì có nên liều không hay là đánh nhỏ lại tí? Thích thì mình liều cho anh em mình xem luôn đấy chứ, thích thích thì liều luôn anh em, cho nó chiến anh em ạ. Ok chưa, mình đi luôn về bên nhà tài là 10M luôn nhanh nhá. Đấy, thực sự thì những cái dạng cầu nào mình chơi mà nó cứ kiểu gọi là ok, nó chạy theo kiểu là ngon 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 thì nó quá là tuyệt vời rồi. Còn nó đen nó gãy có thể mình sẽ bình tĩnh một tí xíu là được, không sao hết anh em nhá. Tầm này thì có thể anh em cứ đánh từ 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 được rồi, không cần căng lắm. Càng căng là càng dễ thịt xịt anh em ạ. Ok này. Để xem nó sẽ như thế nào nào. Đầu xuôi lọt này, hay là cái đầu xuôi được kẹt đây. Mở ra xem nào nhá. Đây. Không bị chê cái gì luôn mọi người ạ. Ui, ui, anh em ơi mới vào bố ngay 21 củ anh em ạ, thì còn chê cái gì nữa anh em. Con game này mà không phải con game phải chịu uy tín nhất thì con gì nó uy tín nhất nữa mọi người ơi. Anh em thấy như nào, tôi cho anh em thử đánh giá luôn đấy. Thật sự thì khi mà mình đã đánh một con game tài xỉu của nó gọi là thuộc cái dạng top đầu như thế này rồi ấy, thì chúng ta chỉ cần bắt chuẩn cầu thôi. Còn về cái việc thắng thua ấy, anh em đích cần phải quan tâm mọi người ạ. Bắt chuẩn cầu là lửng, chứ không phải những con game tài xỉu khác. Có những con game tài xỉu mà anh em có thể bắt đúng cầu rồi, nhưng mà để mà chúng ta ăn ấy, thì nó lại phụ thuộc vào cái nhà game nó cho ăn hay không ấy, thì lúc đấy thì gọi là ở một cái phạm trù khác rồi anh em. Như ở trong cái con cái bên cái cầu này là hiện tại là cái xu hướng của nó đang chạy theo kiểu cầu là cầu 122 à 133 này, và nếu mà nó tiếp tục nó chạy thì mình nghĩ là nó về bên nhà tài tiếp anh em nhé. Mình sẽ đi cho nó tầm khoảng 1 triệu thôi, 1 triệu tay này mình chắc chắn là phải đánh nhỏ hơn tay vừa rồi rồi, vì là càng về sau chúng ta cần phải bảo vệ cái vốn của chúng ta ấy, chứ không phải là cứ đánh theo kiểu là tham lam là ăn tiền được đâu. Như thế là toang, như thế là toang 100% đấy mọi người. Rồi mình xem nào, mình xem cái dạng cầu bây giờ nó thành công nó về bên nhà tài hay không, phải nó đen nó gãy đây. Giờ nó có đen nó có gãy lắm thì chúng ta có cởi lệ bình tĩnh một tí xíu anh em nhé. Ok, chúng ta cùng chờ đợi xem kết quả của nó như nào. Cái đầu xuôi đây lọt hay không, cái đầu xuôi đây kẹt đây, có lọt có kẹt thì cũng thể hiện ra đấy nhá, để anh em mình còn có tí lúa có tí mắm để mà kiếm lộp tiền. Phải căng tí ấy nhờ, để trong cái tầng hầm trường hợp cầu như này mà nó cứ chạy ổn 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 nó vẫn ngon đấy, còn nếu mà nó không chạy ổn vẫn khoai. Ok, bây giờ mình sẽ cùng chờ đợi xem kết quả của nó như thế nào đây. Đây, ok anh em, quá mịn luôn anh em ạ. Đánh cái dạng cầu nó chạy mịn như Sony như này, nó mịn như kiểu là da ngọc trinh như này thì đúng là quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Ngon nhờ. Mẹ công nhận hai cái đường cầu nó chạy ngon thật chứ còn gì nữa anh em. Tiếp tục anh em mình làm thêm phát nữa nhá. Ở trong cái phát này thì mình thấy rằng là cái khả năng cao cầu tài nó vẫn rất là ổn áp anh em ạ. Còn bên này thì nó như nào đây? Bên này thì ui anh em thấy chưa? Mình nó có sai đâu, mình bảo là cái đường cầu này nó có thể nó sẽ về theo kiểu 313 mà dự đoán như thần luôn anh em ạ, dự đoán như thần luôn đấy. Còn tay bên này thì mình cũng đang suy nghĩ đây, một là nó gãy anh em ạ, mình nghĩ rằng trong những cái dạng cầu này thì nên thử liều một tí thôi,
Thật ra trong cái tay này chúng ta nên bỏ hợp lý nhất đấy, vì là trong cái trường hợp cầu này nó cũng khá là nhạy cảm mọi người. Ok chưa? Rồi, mình sẽ cùng xem cái trường hợp cầu này nó thành công, nó về bên nhà tài không, hay nó đen nó gãy đây này. Nãy giờ là tính ra mình đánh cũng ăn khá là ổn áp rồi ấy mọi người, ăn được ba bốn tay thì liên tiếp rồi. Là chúng ta có lẽ mình sẽ làm thêm tay này nữa rồi mình sẽ nghỉ nhá. Hồi đèn quá anh em ạ, nó gãy về bên nhà xỉu luôn kìa, hơi tiếc một tí em nhỉ. Hơi toang, hơi không sao. Còn tay này thì nó sẽ về bên nhà tài chắc chắn rồi, tay này nó sẽ về bên nhà tài chắc chắn rồi nhá, không cần phải nói nhiều luôn đấy. Cầu này thì nó gọi là thể hiện nó là một cái đường cầu đẹp luôn rồi, không cần phải nói là bẻ hay như nào hết. Thật ra thì mình cũng rất là mong khi chúng ta chơi ở trong các con game tài xỉu ấy thì chúng ta gặp được những cái trường hợp cầu nó kiểu nó đẹp đẹp như này, anh em mình chơi nó sẽ dễ dàng hơn đấy. Ôi xỉu à, căng nhỉ. Thôi thì chắc là mình sẽ chơi bên này luôn đi, mình liều phép phát này xem thế nào nhá. 4M rồi, 4M thiên về bên nhà tài. Ok chưa? Thực chất thì trong cái dạng cầu này nếu thành công thì mình sẽ chốt lãi luôn, chốt ok luôn đấy, không phải là chốt lãi luôn gì hết. Còn nếu mà nó gãy xong phát này vẫn hơi khoai anh em ạ, hy vọng nó sẽ thành công anh em ơi. Đầu xuôi thì đuôi lọt thôi nhá, đầu xuôi đuôi lọt mà nó gãy thì bắt buộc phải làm lại rồi. Đây ok cho mọi người, ok chưa? Thế là ngon quá rồi anh em ạ. Chốt bao nhiêu là 24 củ rưỡi rồi, 24 củ rưỡi rồi anh em ạ, 24 củ rưỡi rồi. Thật ra thì ăn thế này là cũng còn là nên nghỉ sớm rồi chứ không phải tham nữa đâu, càng tham thì chúng ta sẽ kéo theo những cái nhiều cái hệ lụy khác. Còn bên này thì như nào đây, bên này cái dạng cầu của nó đang thuộc cái dạng cầu nó thiên về bên em nhà cầu tài tiếp, thì mình sẽ nổ cái phát tài để mình xem có phải tài nữa. Tài chắc chắn luôn đấy, không cần nói nhiều luôn. Ok chưa anh em, thấy chưa? Mình đoán là xong một cái đường cầu xong con đêm tài xỉu sở tài, cái bài này nó khá là chuẩn luôn đấy, hầu như kiểu đoán phát nào là ăn ngay phát đấy luôn anh em ạ, siêu hiệu quả luôn anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp này, ở trong cái dạng cầu này bây giờ mình tiếp tục mình đi tiếp thì có thể là ta sẽ vẫn đi một thêm một tay tài cho mình nhá, vẫn đi thêm một tay tài cho mình. Ok thế cho nó hiệu quả mà anh ạ, chứ còn mà chúng ta đánh nó để cho nó gãy tài thì nó để gọi là quá 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 nhục. Còn bên này thì như nào, bên này thì vẫn làm thêm 7 triệu này, gọi là đi cho nó có vậy thôi chứ nãy giờ ăn tiền nó quá nhiều rồi đúng không? Đây này anh em thấy chưa, ngon không, trời ơi quá ngon luôn chứ còn gì nữa. 86 củ 7 rồi anh em, thôi chốt lãi thôi anh em nhá. Đánh mày công nhận đánh con này nó sướng thật sự anh em ạ, đánh tay nào mà tay nào cũng lủng lủa quá vip luôn anh em ơi. Thôi bye bye mọi người nhá.